Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý đạo hữu, đạo tràng trưởng chỗ chu kế cũng vừa báo cáo tinh thần lợi mình lợi người trong một năm qua của đạo tràng Minh Huân. Yến xin kể cái bước đầu tiên của chu kế. Qua việc chu kế chú vừa sám hối là chưa làm tròn được cái bổn phận của người đạo tràng trưởng và chưa được tinh tấn, thì Yến cũng xin giải thích cái cụm từ tinh tấn tu tập. Hết tu là sửa tâm, phải không các quý đạo hữu? Tu là sửa tâm, tu tập là tập làm các việc thiện để sửa cái tâm của mình thôi, các quý đạo hữu ạ. Chứ không phải là việc tu là ta có một cái gì đó nó xa rời đời sống hàng ngày. Nó không có gì xa rời đời sống hàng ngày cả, quý đạo hữu ạ. Pháp của Phật là pháp giải thoát, thì dành cho hai hàng. Một là hàng xuất gia, hai là hàng tại gia. Thì cùng chung một cái mục đích là giải thoát khổ. Người xuất gia thì thấy lục đạo luân hồi là khổ, cho nên phải tinh tấn thực hành để khiến cho mình đạt được giải thoát. Còn người tại gia thì cũng thấy những cái mong cầu của mình nó không được như ý thì khổ. Phải không? Những cái mong cầu của mình nó không được như ý gọi là cầu bất đắc khổ. Cầu nó không được thì khổ. Lấy chồng thì muốn chồng chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con. Lấy vợ thì cũng muốn vợ nết na, hiền thục, phải không? Thì ta không cầu được cái điều đó thì ta đau khổ. Rồi sinh con ra thì muốn con mình đầu tiên là khỏe mạnh đã. Thế con mình chưa được khỏe mạnh thì mình khổ. Rồi con mình thì muốn là học hành thành đạt, ngoan hiền hiếu thuận. Thế nó chưa được ngoan hiền hiếu thuận, chưa được thành đạt thì mình đau khổ, phải không? Đấy, đau khổ. Thế thì đạo Phật giúp cho người tại gia làm sao cho nó bớt cái khổ ấy đi. Đức Phật chỉ ra cho chúng ta là nhân quả. Tức là sự khổ này của chúng ta chịu trong hiện tại là do quá khứ hoặc đời trước hoặc đời này. Quá khứ thì Yến cũng xin giải thích thêm một từ là quá khứ. Tức là hôm qua là quá khứ so với hôm nay. Hôm nay là quá khứ so với ngày mai. Cho nên gọi là quá khứ đã gây các việc không tốt, cho nên bây giờ phải chịu khổ. Ví dụ, quá khứ mình đã từng bất hiếu đối với mẹ đẻ, mẹ chồng, thì sau mình sẽ chịu quả báo con mình bất hiếu với mình. Gọi là quá khứ. Thì có hai là quá khứ của đời này và quá khứ của đời trước. Thì đạo Phật dạy cho chúng ta biết là có nhân có quả đấy. Chứ không phải là ai đó có thể ban phước cho mình, cho nên mình cứ làm ác đi rồi đến lúc cầu rồi nó không chịu khổ. Không phải như thế. Mà đạo Phật dạy rõ cho mình, nếu như mình sống với đạo đức tốt thì mình sẽ được cái quả báo an lành. Nếu như mình sống với đạo đức không tốt thì mình phải chịu đau khổ. Cho nên nếu ai muốn có một tương lai được an lành thì ngay hiện tại chúng ta phải biết tu tâm, tức là tu sửa cái tâm mình, bỏ những cái tâm niệm bất thiện để thực hành những cái tâm niệm thiện này, các quý đạo hữu ạ. Đấy gọi là quá khứ, tức là muốn ngày mai được tốt đẹp, muốn sang năm được tốt đẹp thì năm nay bản thân mình phải sửa đổi tâm mình, phải không? Tức là phải tập làm các cái việc thiện lành. Ví dụ hôm nay đây, mình có thể sống, mình ác hại nhau với hàng xóm chẳng hạn. Hàng xóm. Thì nếu là một người học Phật thì phải biết rằng mình có ác hại họ thì quả báo rồi mình cũng phải chịu, chứ không thể trốn được. Cho nên hôm nay mình phải tập làm các việc lành với họ. Sang nhà có thể xin lỗi, có thể hỏi thăm, có thể chia sớt lẫn nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần, phải giúp lẫn nhau, thân cận nhau. Có gì thì bỏ qua cho nhau, phải không? Đấy là tu, là phải tập, các quý đạo hữu ạ.
Tập làm các việc lành, tập bỏ các việc ác, đó gọi là tu tập. Thế thì tinh tấn tu tập là gì? Tinh tấn tức là chuyên tâm nhớ tới cái việc tu tập này. Tức là chúng ta phải chuyên tâm nhớ tới bỏ ác hành thiện, gọi là tinh tấn tu tập. Các quý đạo hữu ạ, tinh tấn tu tập. Nếu ai tinh tấn tu tập thì mình sẽ được hạnh phúc. Ví dụ, mình với mẹ chồng mình đang có bất hòa rất là lớn. Thế thì mình cứ tinh tấn để mà giải quyết cái mối bất hòa này thì chắc chắn nó sẽ hòa thuận rất nhanh. Phải không? Tinh tấn. Như này Yến gọi là tinh tấn. Ví như mẹ chồng mình là một người gọi là tai quái đi, mình là người thiện lành đi, chứ chưa tính là mình là người tai quái nhé. Mình là người, mình cảm thấy mình thiện, mình đã ngoan rồi, nhưng mẹ chồng thì quá tai quái. Thế thì nếu như hôm nay mình đến, mình nhẫn nhục, mình có thể nói chuyện với bà, nhưng mai lại nghĩ thế này, đã nhẫn nhục như thế rồi mà lại còn tai quái nữa, thôi không thèm nhẫn nhục nữa, thì đấy gọi là không tinh chuyên, không tinh tấn. Các quý đạo hữu ạ, hôm nay nhẫn nhục với bà rồi, bà lại tai quái thêm thì lại nhẫn nhục thêm, cứ thế gọi là tinh tấn. Các quý đạo hữu rõ chưa? Tinh chuyên, tinh tấn. Đấy, cái việc mà bỏ ác hành thiện ấy là phải tinh chuyên, tinh tấn cơ các quý đạo hữu ạ. Thì Yến sẽ giải thích về nhân duyên quả theo giáo lý của đạo Phật. Tại sao mình phải tinh tấn? Mình có gặp phải ai người ta bất thiện, người ta ác hại mình, đó là do mình trả quả báo từ kiếp trước hoặc kiếp này. Thì cái lúc mình làm ác, mình có tinh chuyên làm ác không? Thì Yến chỉ nói ví dụ cái thằng ăn trộm nó có tinh chuyên không? Có chứ. Rình mò nhá, có tinh chuyên không? Rất tinh chuyên các quý đạo hữu ạ. Tinh chuyên làm ác. Cặp bồ có tinh chuyên không? Tinh chuyên. Về mới nhà nhưng phải nghĩ đến cái ông bồ bà bồ kia cơ. Tức là tinh chuyên làm ác. Thì giờ muốn chuyển nghiệp đi thì phải tinh chuyên hành gì? Hành thiện. Cái lúc trước là tà tinh tấn, tức là chăm chỉ làm các việc tà vậy. Các quý đạo hữu ạ, làm các việc bất thiện thì rất là chăm chỉ. Thế giờ muốn chuyển được nghiệp thì cũng phải chăm chỉ làm việc thiện, đúng không? Thế cho nên cái sự tinh tấn làm thiện là một cái nhân để cho mình chuyển hóa nghiệp lực thôi. Các quý đạo hữu ạ, bây giờ Yến quay trở lại cái ví dụ. Thế cái bà cụ này, bà ấy tai quái lắm. Thế nhưng có phải vô duyên vô cớ mình về làm dâu cụi đâu. Thì kiếp trước mình cũng phải là một bà mẹ quái thai dị dạng. Cái tâm quái thai, cái tâm dị dạng, tinh chuyên bắt lạt người ta. Hoặc là kiếp trước mình có chút tiền làm bà chủ, phải không? Cũng tinh chuyên bắt lạt người ở. Thế thì bây giờ mình phải trả cái quả báo là phải rơi vào cái nhà cụ hơi tinh chuyên, không thích mình, đúng không? Tinh chuyên gây sự với mình. Thế thì bây giờ mình phải lấy chỗ mẹ mình để mình làm một cơ hội để mình tu tập sửa tâm mình. Thế mới gọi là bố mẹ trong nhà là hai vị Phật sống. Bởi vì qua các cụ mình bỏ ác hành thiện được, cho nên gọi các cụ là Phật sống đấy. Có quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Hiếu với cha mẹ, hiếu với cha mẹ thì coi như hiếu với Phật. Cúng dường cha mẹ thì coi như cúng dường Phật. Đấy, có người nói thế này này. Ở nhà bố mẹ là hai vị Phật sống ấy, làm sao phải đi lên chùa, làm sao phải gặp các sư. Nhưng mà như thế thì lại không đúng. Bố mẹ là nơi mình tập, còn học thì phải ở đâu? Phải ở Phật chứ. Mới biết cách thế nào là có hiếu chứ. Rồi có các sư dạy mình, sách tấn mình về mới chăm chỉ làm hiếu được chứ. Chứ không thì cái nghiệp của mình chịu làm sao được. Hôm nay nhẫn nhục một tí nhưng càng nhẫn nhục cụ càng gỡ thì mình không chịu nổi. Mình lại lấy cái tâm chúng sinh của mình ra mình đối đãi luôn. Phải không? Lấy cái tâm chúng sinh ra đối đãi với cụ luôn. Không chấp nhận được. Thế nhưng vì có Phật, có Pháp, có Tăng, mình luôn luôn đến đấy đi học, gọi là người chia sẻ, an ủi và động viên mình mới làm thiện được. Phải không quý đạo hữu?
Làm thiện phải công nhận là phải có người an ủi, động viên và giúp đỡ mình, sách tấn mình mới làm thiện được không? Đúng không? Phải có người luôn luôn nhắc nhở mình, thôi con nhẫn đi nhé, cái này thì tâm mình ấy, tâm mình bao giờ nó cũng cần có một nơi để chia sẻ và lương tựa. Không bao giờ tâm mình nó đứng một mình được, các quý đạo hữu ạ. Ví dụ Yến chỉ nói ví dụ thôi. Các quý đạo hữu xem bộ phim hay, có lặng yên mà cảm nhận hay là phải đi kể với người khác? Để chia sẻ, kể hay lặng yên? Kể. Cho nên là cái yếu tố của tâm là nó không bao giờ đứng một mình, mà nó luôn luôn tìm cái giao thoa. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Giao thoa, trao đổi. Cho nên mình tìm cái tâm của ai để trao đổi? Phải là tìm cái tâm của người biết pháp, cái tâm của người lành thiện, cái tâm của người muốn làm thiện và muốn người khác làm thiện thì nó mới được. Đấy, anh quý đạo hữu, đúng không? Đấy, thì đây gọi là tinh tấn tu tập. Nếu mà muốn tinh tấn thực hành được việc thiện thì phải thân cận với bậc có trí. Để bậc có trí giúp cho mình thì bậc có trí đầu tiên là Đức Phật. Rồi trí tuệ được hiển bày qua giáo pháp của Phật, và người truyền tải cho mình giáo pháp của Phật là chư Tăng. Đúng không? Chúng ta phải thân cận Tam Bảo. Thì cái nguồn tâm của mình nó có chỗ lương tựa giúp cho mình thực tập được các thiện pháp và từ bỏ được các pháp ác. Phải không? Quý đạo hữu thấy đúng không? Cho nên việc thân cận Tam Bảo là không thể thiếu đối với một người muốn bỏ ác hành thiện. Không thể thiếu, các quý đạo hữu ạ. Nhá. Đấy, đấy là yếu tố của tâm. Thế thì qua việc này, Yến cũng sẽ kể về đạo hữu kế cho cả đạo tràng nghe. Có khi đạo hữu kế cũng chưa có kể với các quý đạo hữu, hoặc là chưa kể, hoặc là một cái nhân duyên nào đó các đạo hữu cũng chưa biết về đạo hữu kế. Đạo hữu đã biết hết về đạo hữu kế cho đạo tràng trưởng của mình chưa? Chưa. Đấy. Thế thì có một lần hôm đấy Yến đi Hà Nội công tác, thì trên đi Hà Nội như mới sang đến đường Hải Phòng thôi, thì có cuộc điện thoại thì Yến nghe thì tiếng điện thoại mới giới thiệu em là kế ở Bắc Giang. Thế thì Yến mới hỏi là có việc gì. Thì Yến chỉ nghĩ là một người nhờ Yến trong cái việc tu tập chuyển nghiệp gì thôi. Thế thì kế cũng mới nói là em cũng rất muốn là giúp cho mọi người tu tập theo Phật Pháp. Giúp cho mọi người tu tập theo Phật Pháp, các quý đạo hữu ạ. Thế thì Yến mới hỏi là thế bây giờ ở đấy thì có bao nhiêu người? Thì lúc bây giờ mới có khoảng hơn chục người, mà hai nhóm rất xa nhau, bao nhiêu cây số ấy. Chắc là một nhóm về ở quê gì đấy của mình à? Đấy, ở quê của mình, và một nhóm ở chỗ mình sinh sống. Thế là có hai nhóm mới được qua hơn chục người. Thì không biết làm thế nào. Thì Yến mới bảo là không lo đâu, cứ làm đi. Làm đi rồi chị sẽ trợ duyên. Cứ có tâm mà mong muốn cho mọi người được tốt lành là được rồi. Thế rồi chắp lối thì Yến có gặp kế ở chùa, hẹn kế ở chùa. Đúng thật hôm ấy ra chỉ được có 6-7 người thôi, chứ có được đông đâu. Thế mà được 2 tháng, đến bây giờ được hơn 100 người. Thế là có tinh tấn chưa? Có tinh tấn chứ. Đúng không? Cái tinh tấn của kế là cái tinh tấn vì mọi người, đúng không? Không vì mọi người thì sao lại có ngần này người ở đây? Mà đã là đạo Phật ấy, thì tinh tấn nó thuộc về tinh tấn giúp người, chứ chả phải là vì kinh tế đâu, có quý đạo hữu ạ. Có vì kinh tế đâu. Tinh tấn giúp người, giúp cho mọi người, mong muốn cho mọi người được hạnh phúc và an vui, mong muốn cho mọi người bớt khổ. Đấy là tinh tấn Bồ Đề, các quý đạo hữu. Chỉ mong muốn cho mọi người được an vui thôi. Thế nếu trong xã hội này mà lại có nhiều người mong muốn cho mọi người được an vui, hạnh phúc,
thì xã hội có tươi đẹp không? Có không quý đạo hữu? Xã hội tươi đẹp. Thế các quý đạo hữu có muốn là xã hội mình tươi đẹp hơn không? Có không? Thế thì quý đạo hữu cũng hãy chung một cái tâm là mong muốn cho mọi người được hạnh phúc, an vui. Được không? Mong muốn cho mọi người hạnh phúc, an vui. Đó chính là cái tâm Bồ Đề, các quý đạo hữu ạ. Mong cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Cái quan trọng của chúng ta là phải để cho tất cả mọi người tin là có luân hồi. Quan trọng là như thế. Tin là có luân hồi, tin là có nghiệp báo trả vay, chứ không phải là ai ban phước cho mình. Phải tin là có nghiệp báo thì mọi người mới hướng thiện được, các quý đạo hữu. Tin rằng ta cứ làm việc bất thiện thì ta sẽ chịu quả báo đau khổ, chứ ta không cho cái đấy đi đâu được, ta không vứt nó đi được, các quý đạo hữu ạ. Đúng không? Nếu ta bất hiếu với cha mẹ mình thì lập tức con cháu mình sẽ bất hiếu với mình. Chứ đừng mong rằng ta sống đối xử không tốt với cha mẹ mình, với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, thì con cái mình nó sẽ có hiếu với mình. Đừng mong điều đó. Bởi vì điều đó nó không thể xảy ra được. Vì tất cả chúng ta phải chịu sự vận hành nhân quả của tâm thức. Các quý đạo hữu ạ, đúng không? Cho nên việc chúng ta mong muốn cho xã hội này tươi đẹp thì chúng ta phải truyền tải cái chân lý nhân quả này đến cho mọi người, để mọi người biết tự hồi đầu hướng thiện. Phải không các quý đạo hữu? Tự hồi đầu hướng thiện. Đấy. Thế nếu như mình muốn mà cho mọi người được hạnh phúc, an vui, muốn mọi người được hồi đầu hướng thiện, thì bản thân mình phải có năng lực hồi đầu hướng thiện đã. Tức là giống như các thầy cô giáo muốn dạy được học sinh thì mình phải có kiến thức. Phải không? Phải đỗ được trường sư phạm mới đi dạy được học sinh chứ. Phải không? Thì tùy theo cấp độ học sinh, cấp dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, cao học thì phải tùy theo trình độ. Nhưng mình phải có trình độ thì mới dạy được. Thế giờ mình muốn nói mọi người là hãy tìm hiểu về nhân quả đi, để mà bỏ ác làm lành, nhân quả là có thật. Thì bản thân mình phải nghe học giáo lý của Phật chăm chỉ, và phải chăm chỉ áp dụng nó vào đời sống tại gia của mình, thì mình mới bảo được người khác. Thế là các quý đạo hữu vừa mới trả lời Yến là muốn tinh tấn giúp cho mọi người là bỏ ác hành thiện, muốn cho xã hội này tươi đẹp, muốn cho mọi người quay đầu hướng thiện. Đấy là đại chúng vừa nói ra đấy nhá. Đúng không? Có phải Yến nói đâu. Yến vừa hỏi đại chúng vừa nói là mong muốn. Thế thì năm 2020 này thì có chăm chỉ tinh tấn học pháp không? Có không? Chăm chỉ tham gia các phận sự giúp các gia đình khác bớt khổ không? Có, đúng không? Khi mình hiểu rồi thì mình tự nguyện thôi, phải không? Nếu lúc trước mình dành thời gian rảnh rỗi để mình làm các việc nó chưa phải là thiện, ví dụ như là gặp gỡ bà con ở xóm, nói những chuyện tào lao, nói xấu người này, chia rẽ nhà khác, thì giờ mình từ bỏ cái việc ấy đi. Phải không? Từ bỏ các cái việc ấy đi. Mình xem trong mối quan hệ của mình ai là người lắm điều, nhiều chuyện thì phải bỏ đi. Rồi ai là người tinh tấn tu học thì chị em hằng ngày phải gì? Phải sách tấn nhau. Phải không? Thế thì kế cũng đưa ra một cái câu hỏi, một cái định hướng để thỉnh Yến sách tấn, đó là muốn các đạo hữu có một cái sổ công đức và thường ghi về đó và lột. Thì đúng là trước kia Yến kiểm soát đại chúng bằng cách như thế.
ghi các việc thiện của mình làm, ghi các việc chưa thiện để cho Yến hướng dẫn cái cách làm sao để mình làm thiện tâm được. Thế nhưng bây giờ đã có mạng Zalo rồi, đúng không? Lập mạng Zalo của nhóm, từng nhóm một, chúng ta sẽ vào đó, chúng ta sẽ sám hối những cái lỗi của chúng ta. Và chúng ta sẽ hỏi là mình có những cái này mà tâm mình nó chưa vượt qua được, nó còn mắc, thì đại chúng hỗ trợ, đại chúng giúp cho mình xem mình làm cách nào để tâm mình có thể chuyển hóa, để mình có thể hành thiện được. Kính thưa các quý đạo hữu, ngồi tư duy hành thiện được, nhưng mà cái tâm của mình nó chướng ngại. Ví dụ như cái ông hàng xóm suốt ngày vất phân sang nhà mình, ví dụ thế. Thế mình nghĩ mình tha thứ, nghĩ được, nhưng cái tâm nó có chịu đâu. Phải không quý đạo hữu? Cái tâm mình nó không chịu. Nó không chịu bởi vì là sáng dậy đã thấy một bãi phân vất sang nhà mình rồi, chịu thế nào được, phải không? Thế lúc bấy giờ là cái trí nó sẽ đi chơi, Tôn Ngộ Không đi chơi mất rồi, đúng không? Nó chỉ còn lại mỗi một cái tâm của Chu Bất Giới thôi. Từ bỏ, không chịu được cái kiểu nhẫn nhục như vậy. Ít ra cũng phải chửi cho một trận lần sau cho chừa, hoặc là phải dình bắt được để chừa, đúng không? Thế giờ ta nhắn vào cái nhóm Zalo ấy, bây giờ như thế tôi không chịu được. Thế thì làm thế nào? Làm thế nào để chịu được? Thế thì đơn giản thôi. Hót phân chẳng qua chỉ là một việc làm thôi. Người ta vứt sang nhà mình thì mình hót, người ta chát lên nhà mình thì mình lau, mình rửa, là việc làm. Rồi vợ con mình đi chợ có bát canh gì ngon mang cho, lấu lên nhà tôi có món này ngon mang cho. Thì thứ nhất là mình chăm chỉ, mình cũng bảo là chắc là mình đối với cái cứt này mình kinh quá, chứ giá như người ta vứt sang cục vàng chắc nhặt ngay. Chẳng qua là mình kinh cứt thôi, đúng không? Thôi bây giờ mình thực hành để cho nó đỡ kinh cứt, phải không? Rửa sạch sẽ thì có gì đâu. Lối lại tình quan hệ, có cái gì ngon thì sang cho. Thì bản thân người ta 3-4 lần người ta sẽ hổ thẹn. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Hổ thẹn, và đấy là một bài học cho nhiều kiếp lợi ích cho người ta. Đấy là tuyên dương pháp bỏ ác làm lành, tuyên dương pháp nhẫn nhục của Phật thôi. Đấy là tuyên dương giáo pháp rồi. Chứ mình sang chửi thì có lợi gì đâu. Có thể người ta không vứt cứt, nhưng con mình với con người ta sẽ oán kết lâu dài. Phải chưa? Oán kết lâu dài lắm. Nếu mà sợ là mang thức ăn sang người ta, sợ là bảo bỏ thuốc độc người ta đổ đi, người ta sinh tâm bất thiện, thì thôi mua gói bánh nó nguyên bản, sang rồi thì anh ăn tôi ăn, đúng không? Cấm nước chè ngon mang sang pha, anh uống tôi uống, được không? Tức là mình biết được là cái việc mình làm kết quả đi đến đâu thì mình sẽ làm được, vì mình có tư duy, có giác ngộ. Câu quý đạo hữu ạ. Thế còn nếu mình không tư duy giác ngộ thì mình luôn luôn lấy cái tâm hơn thua, sân giận của mình ứng đối, thì kết quả là hàng xóm sống với nhau không lành thiện thì làm sao mà xã hội nó tốt đẹp được. Cái anh mà anh nói là tôi mong cho xã hội này tốt đẹp ấy, anh không sống tốt với hàng xóm thì cái đấy chỉ chẳng qua chỉ là nói dóc thôi. Phải không ạ quý đạo hữu? Nói không thật. Giống như người chỉ có mong mà không biết cách làm như nào cho nó đạt được cái điều mong ước. Phải không? Không đạt được cái điều mong ước. Thế cho nên là tinh chuyên làm việc thiện phải có bạn thiện, bạn lành. Không có bạn lành thì ta không làm việc thiện được. Các quý đạo hữu nhé. Thế thì để kết duyên với các bạn lành, để có năng lực thiện lành cho mình, thì các quý đạo hữu sang năm ấy, năm tới 2020 này, chúng ta phải lập nhóm ra để tâm chúng ta hướng tới Tam Bảo. 14-30 phải lập ra các nhóm để sám hối nghe pháp. Chúng ta không về chùa được thì phải lập nhóm ra, được không? Mùng 3 và 20 âm lịch thì chúng ta nghe trạch pháp. Thế thì vừa lễ kế nói là đạo tràng muốn họp 1 tháng 1 lần, thì cái chỗ này để mà tổ chức họp đạo tràng nó xa như thế này rất khó. Thế thì đạo tràng trưởng phải vất vả thôi, đạo tràng phó phải vất vả thôi. Tức là ta sẽ lập nhóm ra
để tu tập tối 14, tối 30, tối mùng 3, tối 20. Và đạo tràng trưởng phải tham gia vào các nhóm, vào các tối đấy để sách tấn đại chúng. Được chưa? Có được chưa ạ? Sách tấn đại chúng. Thì một tháng có thể đi được 4 nhóm. Đúng không? Một tháng đi 4 nhóm. Sinh hoạt cùng với bộ một nhóm một tháng. Thế là chúng ta sẽ hỏi thăm được tận nơi, tận cấp Phật tử luôn. Các quý đạo hữu ạ, dễ không? Dễ tu tập, sách tấn nhau. Cho nên là chúng ta phải biết là lập nhóm tu tập rất tốt. Gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Chúng ta gần những người mong muốn mình sống đời thiện lành, thì chúng ta phải có thời gian để tập trung với những người đó. Cho nên mình phải đặt cho mình một cái sự tinh tấn để thân cận người thiện, học hỏi giáo pháp. Cho nên trong bài kinh Điềm Lành ấy, bài kinh Điềm Lành tối thượng ấy, thân cận bậc tri thức, luận pháp đàm học hỏi. Phải không các quý đạo hữu? Phải thân cận bậc thiện tri thức. Chúng ta là những người hướng tâm tới tới cái việc mà thực hành đạo đức trong sáng, thì chúng ta là những người bạn lành của nhau. Phải không? Bây giờ chúng ta ngồi trong một hội chúng này thì không bao giờ ai lại xui ai bỏ vợ, bỏ chồng, ăn cắp, ăn trộm. Đúng không? Cặp bồ, cặp bịch, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung. Cái hội chúng của chúng ta không xui nhau như thế. Phải không? Cái hội chúng ta sẽ tìm cách ứng xử sao đó cho nó chuyển hóa mối quan hệ. Hội chúng của chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải đến đó vừa nghe pháp để cho mình trưởng dưỡng cái tâm mình lên, pháp sách tấn mình và định hướng cho mình cách tư duy. Đúng không? Pháp là định hướng cho mình cách tư duy và suy nghĩ, các quý đạo hữu ạ. Nếu không thì chúng ta sẽ tư duy và suy nghĩ theo cái tâm ganh đua vốn có của chúng ta. Đúng không? Ác hại của chúng ta. Cho nên chúng ta phải lấy pháp để định hướng tư duy của chúng ta. Thế rồi bạn lành thì lại hỗ trợ sách tấn chúng ta thực hành được cái định hướng tư duy thiện này. Đúng không? Nó sẽ tốt đẹp. Thế hôm qua thì có một bạn, bạn ấy có cái hỏi thế này. Tức là chồng bạn thì rất là lười biếng, chả chịu tìm đi làm gì cả. Chỉ có một mình vợ đi làm thôi. Như thế cho nên sinh ra cái bức xúc coi thường chồng và muốn là bỏ chồng. Và luôn luôn xung đột, không có được cái sự yên ổn trong gia đình. Không có được cái điều đó. Thì đúng là chồng mà lười biếng quá thế ai mà chịu được, đúng không? Thế nếu đi kể với hàng xóm người ta cũng bảo ai mà chịu được. Đi kể với bạn bè cũng bảo ai mà chịu được chứ. Người ta biết khuyên thế nào? Phải không? Nếu mà đặt vào địa vị người ta cũng không chịu được thì người ta lấy cái gì ra mà khuyên? Bản thân người ta cũng thế, người ta khuyên thế nào? Thế thì mình phải lấy cái gì để khuyên? Mình phải lấy giáo lý nhân quả để khuyên. Khuyên nó phải đúng với giáo lý nhân quả. Thứ nhất là trong đời thường, anh có chửi bới cũng không giải quyết được vấn đề. Đấy là vấn đề quan trọng, là chửi bới cũng không giải quyết được vấn đề. Đối với những người người ta đã lười biếng ngại làm, không có tình thương đối với vợ con. Không có tình thương người ta mới không đi làm chứ. Không có tình cảm, tình thương mình người ta mới không đi làm chứ. Thế nếu mình chửi thì chỉ làm rạn lứt thêm tình cảm mà người ta chẳng còn cảm giác gì với mình. Thì tình thương càng vơi đi, đã càng vơi đi thì không bao giờ lại có cống hiến cho mình. Điều đó là nguyên tắc. Đúng không các quý đạo hữu? Có yêu, có thương thì mới có hy sinh và cống hiến. Phải không quý đạo hữu? Không yêu, không thương thì không có hy sinh và cống hiến. Giống như mình cũng thế thôi. Mình yêu quý ai thì mình sẽ giúp đỡ. Mình không yêu quý thì đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ. Cho nên chồng đã không đi làm nữa, đã không chịu chung tay với vợ trong gia đình, tức là chồng đã ít tình cảm đối với vợ rồi. Phải không? Thế nếu bây giờ vợ về cứ chửi bới thì liệu tình cảm nó có cao lên được không? Không cao được. Nếu mà chửi quá nó phải đi làm thì ra đấy tiền đấy chắc chắn sẵn sàng sẽ đi theo một cô khác và sẽ cống hiến cho cô kia, bởi vì cái cô khác sẽ ăn nói không giống vợ mình. Đúng không? Và cái trả thù bao nhiêu năm tôi không làm cho tiền tôi bị ăn chửi rồi,
giờ trả thù lại làm ra tiền, không cần ăn cơm nhà nữa. Các quý đạo hữu thấy ở đời thật có như thế chưa? Có mà. Đấy nhá, gọi là hiểu được hiện tại, ta quay về với nhân quả. Cái không nhờ chồng được nhờ chồng là do mình sống không có nghĩa. Chính cái tâm của mình vô tình, vô nghĩa. Cho nên mình sẽ làm các việc bất thiện khiến cho mình bị quả báo như vậy. Thì bây giờ phải sống có tình, có nghĩa. Thì có cái tình có nghĩa này, cứ đối với bất cứ ai, mình cũng phải tu cái nhân tình nghĩa. Thì về lập tức chồng sẽ thay đổi. Được không? Được chưa? Dễ không? Và mình sống có tình có nghĩa thì mình ra chỗ cửa hàng mình sẽ có tình nghĩa với bạn hàng. Đã tình nghĩa với bạn hàng thì bán hàng sẽ đắt hàng. Phải không các quý đạo hữu? Thế còn nếu cáu gắt như vậy thì ra cũng cáu gắt với bạn hàng thôi. Mà đã không có tình có nghĩa thì bán hàng cũng không đắt hàng đâu các quý đạo hữu ạ. Đúng không? Phải sống có tình có nghĩa với bạn hàng. Người ta mua hàng cho của mình, không ưng thì mình đổi cho họ. Được không? Sống có tình có nghĩa mình lại bán mà. Đừng gây khó khăn. Rồi người ta dùng hàng của mình hỏi han xem dùng có tốt không? Đúng không? Rồi mình mua những hàng là hàng thật, mình bảo hàng thật. Hàng không thật, bảo hàng không thật. Hàng này không thật giá nó 1.000. Hàng thật này giá nó 10.000 đấy. Lấy hàng nào tùy ý. Thế là mình sống có tình có nghĩa thì khách hàng sẽ thủy chung. Được không? Khách hàng tùy chung. Rồi sống với bên cạnh có tình có nghĩa thì mình sẽ thấy được an ủi vui hơn. Chồng sẽ chuyển nghiệp. Thế sống như thế tốt hơn hay là về chửi nhau với chồng? Sống thế tốt hơn đó là bỏ ác hành thiện, chuyển hóa nhân quả thôi. Phải không? Thế có phải là nếu mình không đi học Phật Pháp, ai dạy cho mình điều này? Làm gì có ai dạy cho? Thì mỗi hoàn cảnh lại là cần phải một bài học. Mỗi việc lại là một phải bài học. Mà muốn có bài học đó thì phải thân cận thiện trí thức rồi. Phải không? Không thì không biết. Hả? Thì đối với gia đình, đối với chồng, con cũng thế thôi. Đối với con cái cũng thế các quý đạo hữu. Đừng coi con cái là con mình. Hãy bình đẳng. Coi đó là một cái tâm. Nó rất là linh diệu. Nếu chúng ta làm cái gì đó không bình đẳng thì cái tâm đó nó sẽ bật lại. Đúng không? Khi mình hiểu được vấn đề đó thì đối với con trai, con dâu, con gái, con rể, cháu chắt, bạn bè, mình sẽ ứng xử một cách rất toàn vẹn được. Bởi vì nó chỉ là cái tâm thôi các quý đạo hữu. Lúc con mình cứ bắt nó làm những cái điều vô lý, tuy nó vâng lời nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ bất kính với mình. Và cái tâm bất kính với mình nó sẽ chiêu cảm lấy phải một đứa lại hoàn toàn bất kính với mình. Phải không quý đạo hữu? Cho nên muốn kén được dâu tốt, rể tốt lại là phải ở cái tâm mình. Đúng không? Phải hiểu. Ở với con cũng phải hiểu với con. Phải tạo duyên cho nó chứ đừng có làm những cái điều không tốt đối với nó. Các quý đạo hữu. Là một người đệ tử Phật, chúng ta học Phật Pháp tinh tấn thì chúng ta có thể bình đẳng với con cái mình, cháu chắt mình. Tất cả các việc lý giải theo nhân quả. Thì vì mình lý giải cho con nhiều theo nhân quả sẽ phát huy khả năng tư duy trong mọi việc của các cháu. Được không? Tư duy trong mọi việc đó cũng là một cách giúp cho các cháu nó thông minh. Cho nên các quý đạo hữu nhớ tinh tấn nhé. Tinh tấn tu tập chuyển nghiệp mình thì mọi sự hạnh phúc sẽ đến với mình thôi. Chứ ta không cho đi, không cho được, người khác cũng không nhận được cái tinh tấn của mình đâu các quý đạo hữu ạ. Không nhận được. Ví dụ như kế có tinh tấn, sách tấn, quý đạo hữu thì phước đấy kế hưởng chứ kế có cho ai đâu. Phải không? Trên thường thường ở trong các đạo tràng ấy, các Phật tử không hiểu được cái tinh tấn thì thường nói với nhau thế này: thôi bà rỗi thì bà đi chứ tôi còn bận việc lắm, tôi không đi đâu. Nhưng không đi thì lại không có công đức. Phải không? Không có phúc báo. Nó cũng giống như người đi làm thôi mà. Phải không? Mình đi làm bây giờ đang hái cái quả của cái nghiệp kiếp trước. Còn mình bây giờ đi làm phúc, đi tu tập thì để
gieo chữ quý phúc để cho mình lại tiếp tục được hái, phải không các quý đạo hữu? Cho nên có những gia đình cạn phúc à. Cái lúc nó cạn phúc thì tai ương dồn dập, phải không? Tai ương dồn dập. Thế thì hay gì lúc này mình, gia đình mình vẫn còn phúc, mình vừa đi hái phúc, tức là vừa đi làm ăn, vừa đi bồi gì? Bồi phúc vào. Thì mình sẽ không bị gặp cái lúc tai ương dồn dập. Phải không quý đạo hữu? Nhá. Thế thì hôm nay nhân duyên về dự cái buổi liên hoan cuối năm của đạo tràng, Yến cũng chia sẻ về phần tinh tấn tu tập để các Phật tử giảm thiểu đi những cái khổ trong cái việc cầu bất đắc khổ. Và chính mình giảm thiểu được cầu bất đắc khổ thì mình sẽ gieo nhân quả được trong sinh lão bệnh tử khổ. Tức là chúng ta có tu thì chúng ta cũng giảm được cái bệnh đi các quý đạo hữu, phải không? Mình giảm được cái bệnh của mình đi thì con cái mình cũng đỡ khổ sau này, đỡ phải chăm mình nhiều. Đáng nhẽ tôi có định nghiệp là ốm mà 15 ốm liệt giường mới chết, thì bây giờ tôi có tu thì chỉ 25 thôi, nó giảm dần, phải không? Có những người làm 25 đã chết đâu, mình chắc gì đã khác người ta, vì mình biết kiếp trước mình chắc gì đã phải là người tốt, phải không? Thế thì mình thương con thương cháu mình thì mình đã chăm bẵm con cháu mình rồi, nhưng mình phải tu cái nghiệp của mình để sau này con cháu mình nó đỡ phải chăm mình, nâng lên đặt xuống cũng khốn khổ lắm ấy chứ, đúng không? Mình tu đi thì đỡ tốn nhiều tiền thuốc, con cái mình nó cũng đỡ. Và mình tu đi mình đỡ ốm đỡ bệnh như thế, đỡ nó phải chăm như thế thì nó còn giữ được chữ hiếu. Nếu để nó chăm nhiều quá nó cũng bất hiếu mất thôi, phải không? Thế mình tu là có lợi cho mình đấy chứ. Thế cho nên các cụ ở đây già, các bạn trẻ, nếu mà ai hỏi là việc làm không làm lại còn đi tu, suốt ngày đi tu, thì mình trả lời thế nào? Tôi tu là tôi biết lo cho cái việc làm của tôi đấy chứ, đúng không? Tôi tu để cho cái những cái mong cầu của tôi nó dễ được thành tựu hơn, phải không? Tôi tu là để cho gia đình tôi nó được tốt hơn. Tôi tu là để cho cuộc đời của tôi bớt khổ hơn, phải không? Tôi tu lấy cái phúc chứ không phải tu cái gì đâu. Tôi tu để thành tựu cái đức sinh ra cái phúc. Được không quý đạo hữu? Nhá. Đấy. Thế thì nhân cái buổi này, Thiến cũng sách tấn quý đạo hữu chúng ta trong 2020, làm sao đó mà nhiều gia đình chuyển nghiệp hơn, Phật tử hòa hợp với nhau hơn, Phật tử tinh tấn tu tập hơn nhá, tinh tấn tu tập hơn. Và cái sự tinh tấn đó sẽ giúp cho kế sang năm tới có thể tách đạo tràng thành hai, nó đi vào mấy khu vực. Vì mình nếu không tách ra thì không có cơ hội cho người khác phát triển, không có cơ hội. Vì mình làm trưởng rồi thì sẽ không có trưởng nữa, người làm phó rồi sẽ không có phó nữa, đúng không? Thế và nó xa quá như thế rồi thì cái sự quan tâm chăm sóc của mình nó sẽ ít đi, thì cái bổn phận của mình nó không tròn trịa được nhá. Cho nên là chúng ta phải tách này. Vừa lấy Yến nói là bây giờ đạo tràng đang đường kính 180 km, thì chúng ta sẽ chia ra còn 90 km, sau đó chia ra còn 45 km, xong chia ra còn 25 km, xong chia ra đó nữa thành 12 km, xong chia ra nữa thành 6 km là ổn. Câu ký đạo hữu ạ. Thì trong vòng 6 km ý, thì ốm đau chết chóc gọi cái đến luôn được, và quan tâm một cách rất sâu sát đến nhau nhé. Chứ bây giờ mày hỏi là bây giờ bạn tu ở đâu ấy, tôi tu theo anh kế ở đâu, ở cách đây 180 km, thế người ta cũng bảo thế thôi xa lắm, đúng không các quý đạo hữu? Thế bảo tu theo ai đấy, tôi tu theo đó, tôi là nhóm trưởng đây này, đi vào tu với tôi, thế người ta có vào không? Gần nhà mà, phải không? Nhà ta sẽ dễ đi tu nhé các quý đạo hữu nhé. Thế thì Yến mong là như vậy. Thank you.